Câu hỏi số 1, điều gì khiến bạn vỡ òa sau hôn nhân? Vỡ mộng thì không có, tại vì là cuộc sống trước hôn nhân thế nào với là cuộc sống sau hôn nhân là nó sẽ y hệt. Tuy nhiên là có một cái vỡ ở đây là vỡ sau khi mà vợ em sinh con. Chỉ 10 năm trước là em nghĩ là em là một người rất thích có con rồi. Tuy nhiên vợ em thì khác, thậm chí là có thể nói là lên máy bay mà cái con nít mà khóc lóc là không thích. Tuy nhiên là có con xong cái tự nhiên thấy khác hẳn, có nghĩa là trở thành một người phụ nữ của gia đình. Rồi vậy em chốt đáp án là trở thành một cái người phụ nữ của gia đình nhiều hơn. Rồi thế còn Hư, lúc mà cưới xong rồi thì nhiều khi cũng trêu nhau thế là em đã cưới chị rồi. Tại vì hồi đó chị hay nói là chị không yêu em đâu. Chị đấy, không yêu em đâu. Cái câu cửa miệng là chị không yêu em đâu. Thế là lâu lâu cứ ngồi nghĩ lại là thế anh lại cưới em à? Bất ngờ không nghĩ rằng chúng ta thành vợ thành chồng với nhau. Sau khi cưới á, thì cái điều gì khiến bạn bất ngờ? Nếu vậy thì chắc không có quá. Cũng thấy bình thường chứ không có gì bất ngờ đúng, đúng không? Rồi. Hồi đó đi học chung với nhau còn nhỏ tới bây giờ thì cảm giác không có cái gì lạ hết trơn á. Rồi, đọc câu hỏi đi. Đây là điều mà phụ nữ chúng tôi rất là quan tâm. Đó là cánh đàn ông nói gì với nhau khi không có mặt vợ. Từ lúc trước có con thì tụi em cũng sẽ có một cái hội nhóm đi chơi chung với nhau rất là thân. Tuy nhiên là có con rồi thì bắt đầu thời gian mình dành cho con cái nhiều hơn, ở nhà nhiều hơn. Thì cứ một cái gì đặc biệt nào, ví dụ sinh nhật hay gì đó thì bạn bè hội họp lại với nhau thì cũng sẽ thường nói về sức khỏe, công việc của cả hai. Nói chung là chuyện gia đình. Chuyện gia đình là chính, dạ. Chuyện gia đình. Dạ. Còn như mà cái lứa của anh Thịnh á, các anh ngồi với nhau thì chủ đề các anh hay nói là gì vậy? Về phụ nữ. Cái đó là một cái đề tài mà chúng tôi nói thường xuyên. Mà có nói về phụ nữ không? Phụ nữ thì có cô này đẹp, cô kia xấu chứ. Bình thường chứ, mình đâu có gì đâu. Mình công việc mà. Ủa công việc gì mà phụ nữ người này đẹp người kia xấu? Mình đi ngồi nói chuyện thì con người mẫu này đẹp quá này, cô này đi ngoài đường chưa đẹp lắm này kia. Ủa? Bình thường chứ mình đâu nói xấu ai đâu. Bây giờ chốt đáp án là sao? Em thì tính em ít nói nữa. Mà mình thường nói chuyện thì cũng nói về công việc. Công việc. Lát hồi ra hai bả trả lời khác nè nha. Chồng tôi là hay nói chuyện về phụ nữ lắm. Bây giờ nếu như mà có một điều mà mình biết ơn về vợ mình á, yeah, thì mình biết ơn về điều gì? Em nghĩ là biết ơn thì biết ơn về mọi thứ. Nhưng mà có một cái mà hồi xưa lúc mà vợ mình sanh con đau đớn, mà kiểu lần đầu tiên mình thấy vợ mình bị trải qua một cái trường hợp như vậy, cũng có nói với vợ là nếu mà anh đau được cho em á là anh đau liền rồi, nhưng mà xin lỗi em là anh không có làm được chuyện đó, cho nên là chỉ cần em đẻ bánh giày, con gái em ở nhà sẽ là bánh giày, thì chỉ cần em đẻ bánh giày ra xong thôi là tất cả mọi chuyện là anh lo hết. Thế còn Hưng, hai vợ em yêu nhau và cưới nhau cảm giác như em thay đổi thành một cái con người khác á. Dạ, ít quậy phá, ít chơi bời, ít đủ thứ. Đúng như hồi đó em cũng trưởng thành hơn đúng không? Dạ, trưởng thành hơn nhiều. Biết ơn vợ đã dạy dỗ mình nên người đúng không? Thôi thôi thôi, bây giờ hai cô vợ nghe câu hỏi số 1 ha. Câu hỏi số 1, điều gì khiến chồng vỡ òa sau hôn nhân? Em thì em thấy là không có gì đâu nhỉ? Không có thì nó không có gì đâu. Không có. Theo cá nhân em nghĩ là không có. Không có đúng không anh? Em hỏi em trả lời đi chứ. Em nghĩ là không có. Chắc không? Chắc. Giờ chốt là không có đúng không? Chốt là không có. Rồi mày Hưng sao đáp án? Không có, chính xác. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Rồi tôi nghĩ cho bên kia là có đó. Nếu mà cái sự vỡ òa trong hôn nhân thì chắc là chuyện về tình cảm gia đình. Trước đấy thì em không phải là một người thích em bé, mà kiểu là em sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng khi mà tiếp xúc với những em bé con nít ấy, bởi vì em cảm thấy là em bé thì sẽ hơi ồn ào thì không thích. Nhưng mà sau khi mà có em bé xong thì em thấy yêu lắm, thấy thương lắm. Thế kiểu là mình như kiểu là mình thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về em bé luôn ấy ạ. Thì cái tình cảm của mình với em bé, với gia đình thì nó cũng lớn lên từ đó. Thì cá nhân em thì em nghĩ là nếu mà chắc vỡ òa thì là
em thích trẻ con hơn và trở thành người phụ nữ của gia đình. Dạ. Dạ. Chốt đáp án chưa? Chốt chưa? Chốt chưa? Chốt ạ. Rồi, mời em sao đáp án. Rồi, trở thành nữ gia đình nhiều.